Hello, xin chào quý vị thân mến. Hôm nay vàng nho mình nó ra trái nhiều lắm rồi. Mà bữa giờ mình làm biếng mình không có đi hái á. Chim rồi sóc rồi mấy con ong lại nó ăn rụng quá trời luôn. Bữa nay thì mình sẽ cắt đem vào mình sẽ ngâm. Bữa trước năm trước á mình có làm rượu nho rồi mình uống hết rồi mà quên giới thiệu cho quý vị và các bạn biết. Để kỳ sau năm nay mình làm xong mình sẽ cho các bạn biết cái mùi vị rượu nho nó như thế nào, cái màu nó như thế nào. Bây giờ xin mời theo mình đi hái nho nha. Bây giờ có những cái chùm á mà nó vẫn còn có những trái nó chưa chín á, mình cũng hái luôn. Nho này nó không có lớn, nó cứ nhỏ nhỏ như thế này thôi. Nhỏ nhỏ nho này để nó ngâm rượu. Năm nay nó nhiều hơn năm trước. Năm trước khoảng 50 chùm. Năm nay nó nhiều hơn. Này cũng được 4 chùm nè. 5 6 mấy cái chùm nhỏ nhỏ này con hái luôn, nó rụng nhiều lắm. Nho này là nho tím. Nho này ăn không có được tại vì nó nhỏ quá mà nó có hột nữa nên chỉ ngâm rượu uống thôi. Cái rượu nho này ngâm ra đó cái màu nó trong trong màu trắng, mặc dù là cái trái nó màu đỏ nhưng mà cái nước nho nó màu trắng. Cái chùm nó nhìn đã lắm, nó treo lủng lẳng đẹp lắm. Mà ong nữa, mấy con ong nó cũng khoái là ăn nữa. Hình như là cái chát đó nó có ong nữa. Ui ơi, ghê quá. Như cái nho chín nó có mật á, có mùi ngọt nên ong nó lại nhiều lắm. Năm nay là nhiều phải là gấp 3 năm trước. Và lúc trước nhiều là nhiều lắm mà bây giờ nó rụng nhiều quá. Nãy giờ cũng phải 60-70 chùm nho rồi đó. Cái vàng nho này không có làm cao, làm thấp thấp để mình dễ hái. Năm nay thời tiết nóng quá, quá nóng. Hôm nay là 99 độ, khoảng 100 độ. Đó, con ong nè, nó bay nè. Trời, nó chích quá. Oh, đó, ôi trời. Nó định chờ chích cameraman luôn. Gặp hết. Mình vừa cắt cái chùm nho này mà mình vừa né mấy con ong. Wow, nhiều quá, mấy con luôn. Ồ, nhiều lắm.
lát nữa mình cắt một số rồi xong còn một số mình chừa lại cho mấy con ong này nó ăn. Chừa cho nó một ít nó ăn. Năm nay nó ra nhiều nhưng mà nó cái loại nho này nó không có lớn được, nó cứ vậy thôi. Ôi, mỏi quá, bây giờ bà xã bà cắt phụ. Giờ phụ anh đi. Mình cúi khom khom mỏi tay quá. Bây giờ nhờ bà xã vô cắt phụ. Coi chừng ong đó nha. Có hai loại ong. Loại ong giống như là loại ong ruồi, ong mật của bên Việt Nam mình. Một loài ong màu đen mà nó cái cánh nó màu vàng vàng nha. Đó, hai ba con nó là ăn. Ừ. Dừng đó. Mấy chùm ở ngoài đó, coi chừng mấy chùm nó có ong. Chùm xấu xấu để lại cho nó ăn. Cắt trên cuốn trên á, là nguyên. Đây nè, đây nè, đây nè, phía ngoài này nè. Đó. Đó, cạnh đó đó. Để trước mặt nè. Càng năm chắc nhiều lắm á. Mỗi năm thì nó càng nhiều hơn. Nằm ở trên phải không? Ừ. Bạn có chùm này nè, ngay đầu em nè. Cái bên nó có chùm luôn. Ồ, nằm thuốc trên rồi. Khó cắt quá hả? Nằm thuốc trên rồi. Đây nè, cắt bay nè, chùm này nè. Cái chùm phía ngoài dễ cắt hơn. Nhìn nó che lủng lẳng dễ thương quá ha. Tháo rồi đó, chưa hết. Nè, mấy này, mấy chùm này nè. Mệt chưa? Cuối khom người mệt đó, cái dàn nho này nó thấp quá. Cái đó để cho nó ăn đi. Ừ, cái chùm đó để cho nó ăn đi, cho mấy con ong nè. Xấu, để cho nó ăn.
Rồi chùm phía ngoài nè. Mấy trái nè, hái đại. Cắt đại luôn. Sau lưng em nè, sau lưng em nè. Đó. Hết chưa? Còn hả? Mình chừa lại cho tụi nó đi. Ôi coi chừng mấy ông cái đầu kìa. Ủa con chùm này nè. Chùm này trên cao nè. Thấy không? Đó. Xa quá hả? Khó quá. Nó cắt quá hả? Thôi bỏ đi. Bỏ đi. Cho mấy con ong nó ăn đi. Thôi được rồi, vô đây được. Nè nè cầm máy quay đi. Để anh cắt cho. Dễ tới. Đấy, chùm đấy. Ăn thử coi. Ăn thử coi. Năm nay nó có khác năm ngoái không? Trời ngọt quá anh. Nó giống cái mùi trứng cá. Ngọt. Ừ, nó giống cái mùi trái trứng cá bên Việt Nam mình đó. Cái này là chục ký á, nặng lắm. Bây giờ đi vô, đi vô nha. Giờ mình cân thử coi bao nhiêu ký nho nha. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe và bình an trong cuộc sống.